Đang vi sinh xin chào các bạn. Sau đây Hải đang vi sinh xin giới thiệu các bạn máy Lao Quy TL4000 của hãng Laqua sản xuất. Máy 4000. Tông màu chính là màu trắng và màu xanh. Nhựa rất nhẹ, bạn cầm nó nhẹ và cũng nhẹ và giảm độ mỏi của tay khi bạn câu nhiều, cầm nhiều máy. Vào sẵn cước các bạn này, cước màu xanh rêu. Máy này 3 vòng bi các bạn. Sức chứa của cước là cước 3.0 là 250m, 3.5 là 190m, 4.5 là 145m. Rất đẹp, màu trắng. TL của hãng Laqua sản xuất. Vừa rồi đã giới thiệu các bạn máy TL của hãng Laqua sản xuất. Đang Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.